Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đệm trước của Bitso XL với tên mã là G2BW2100 đang chờ sửa tại di động cao cấp.vn. Hiện tại di động cao cấp.vn có sẵn tất cả các link phụ kiện trên của Bitso XL. Tất cả các linh kiện liên quan đến phần cứng trên của Bitso 2XL như hỏng như màn hình, loa, mic, rung, chuông, chân sạc, vỏ máy, main, pin, màn hình, vỏ máy, chân sạc, loa trong, loa ngoài đều có sẵn linh kiện thay thế nhanh chính xác tại di động cao cấp.vn. Những khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp.vn cần một địa chỉ sửa của Bitso XL, quý vị các bạn đừng ngần ngại liên hệ kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn. Chúng tôi sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết, chúng tôi sẽ ship đến tận địa chỉ quý vị các bạn yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị bạn đã xem video thể di động cao cấp.vn. Để chỉ cung cấp link phụ kiện để chỉ nhận thay mới, sửa chữa các lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên tất cả các dòng điện thoại Huawei Pixel nói chung và Huawei Pixel XL nói riêng. Xin cảm ơn quý vị bạn đã xem video thể di động cao cấp.vn.